Vâng, xin chào tất cả quý bà con đã quay trở lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay mình đang đứng tại cái khuôn viên của chùa Thôn Đôn. Đây là một ngôi chùa phải nói rất là lớn và rất là đẹp ở Rạch Giá, Kiên Giang. Rất sạch sẽ, nói thanh tịnh. Bà con có thể nghe được tiếng chim hót và cái lối kiến trúc ở đây rất là đẹp mà mang đậm cái phong cách mà kiến trúc của này Chăm Pa chúng ta. Mình cũng Khmer, nói chung là mình cũng chưa rành về cái kiến trúc này. Thì mình bây giờ bà con có thể nhìn thấy camera và anh cameraman của chúng ta đang quay rất là rõ. Và mọi người hãy theo chân của mình để đi vào ngôi chùa này. Mời mẹ coi, mẹ coi. Dạ, mẹ coi. Vâng, thời tiết ở miền Tây hiện tại thì nó cũng đang nắng khá là gắt. Tuy nhiên rằng không khí rất là mát tất cả mọi người. Khi chúng ta bước vào cái giảng đường này là được sư cô Bích Linh tài trợ để xây dựng rất là đẹp. Với sự đầu tư mà rất là hoành tráng, tất cả mọi người có thể nhìn thấy rằng khi mà mình đi vào đây á, rất là đẹp. Cái màu sơn cũng đậm chất của cái vùng miền ở đây. Chúng ta đi vào trong cái phần trong. Chúng ta cũng im lặng chút xíu, nói chuyện nhỏ chút xíu. Người mà được vinh danh ở đây là đây, mình đang đứng ở tấm hình của sư cô Bích Linh, sư cô tiến sĩ Bích Linh ở Oda tài trợ xây dựng ngôi Sa La năm 2019. Tấm hình được in rất là kỹ lưỡng, rất đẹp và để làm đây. Bây giờ mình đi tham quan chút xíu. Cái cột ở đây là xương nó hơi hết pin rồi, giờ anh giữ cho đi. Vâng, tất cả mọi người có thể nhìn thấy các bức tranh ở đây nhìn rất là đẹp. Khi đó ý nghĩa của mỗi bức tranh của chúng ta đều có một cái ý nghĩa khác nhau. Mọi người có thể nhìn thấy được khắc lên nổi lên giống như bức 3D đấy. Ra thì mình cũng hiểu là những cái bức tranh đó như thế nào, nhưng đây là có ý nghĩa, ý đồ riêng của từng bức tranh hết và được mạ giống như là bằng đồng, bằng sơn vàng đó mà. Rồi thì tham quan vừa rồi thì cái video này để cho anh cameraman quay như bạn ạ. Đây, các hình ảnh sinh học. Thầy chính là ông này nè. Dạ. Ông á là chính của chùa. Sư thầy, đây là những hình ảnh mình sinh học đúng không ạ? Đây là lúc mà xây dựng. Dạ, lúc xây dựng. Sư có thể cho con phỏng vấn một vài câu được không ạ? Trước mắt chúng ta, xin lỗi sư có thể giới thiệu với mình với sư tên là Danh Hiếu, phó chủ trì chùa Thôn Đôn.
Sư có cái cảm nghĩ như thế nào khi mà sư cô Bích Ly mà thể xác bên Mỹ tâm hồn hướng về Việt Nam mà họ hướng sư cô cũng đã ủng hộ mình thì sư có cảm thì trước tiên thì tại đó thì sư cô cũng có nhân viên với cái chùa Kem Ni Quân Sa Thu Dung này. Lúc sư cô còn là hoa hậu á thì tài trợ cái lầu hóa táng chùa Thu Dung. Rồi sau đó có nhân viên với chùa Thu Dung rồi mới thấy chùa Thu Dung mà nó còn nghèo. Đó. Rồi đường đi rồi nhà bếp rồi những cái tăng xá của chư tăng rồi cái giảng đường nó còn một nát, nó không có chỗ cho chư tăng tu học, nên vậy sư cô đã phát tâm cái thành cao cả để cúng dường xây dựng những cái trang mục như là trùng tu cái chỗ hòa thượng rồi cái là chư tăng xây giảng đường để cho chư tăng tu học. Cái lòng của sư cô như vậy á thì riêng sư thì sư có muốn gửi gắm gì đến cho sư cô một cái lời nào? Thì sư thì cũng nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho sư cô luôn luôn thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường, bồ đề tâm kiên cố, phật sự viên thành. Chúc cho sư cô sau này có nguyện vọng gì đạt những thành tựu gì cho được viên mãn. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con cảm ơn ạ. Thì cái số tiền mà sư cô Bích Ly nó mình ủng hộ ở đây là sư có nắm được bao nhiêu tiền? Dạ, có bi các cái một lát anh sẽ quay cái tấm video. Dạ. Rõ ràng là như vậy. Tiếp nữa mình sẽ xuống quay cái tấm ghi niệm của sư cô Bích Ly. Bây giờ chúng ta có thể tham quan một chút xíu nữa. Như những cái tấm tranh như này có ý nghĩa riêng đó không? Dạ, đúng rồi. Mỗi bức tranh là một cái câu chuyện riêng. Nguyên này là một câu chuyện. Dạ. Đó. Còn nó giới thiệu câu chuyện của Đức Phật. Dạ. Lúc sanh ngã rồi lập đi tu đạo như thế nào. Cái biểu tượng ở đây đây thấy hình như là tượng là voi không ạ? Dạ. Thấy hình voi. Thì có những tượng voi, có những tượng Adura, những kia có chào. Đó là những chư thiên. Mình là cái mình cũng không hiểu về về cái nguồn gốc cái lịch sử, nhưng mà theo cảm nhận của con phải từ Campuchia mà đây là tu theo truyền thống Đức Phật đại phái Theravada. Không phải nói tới kỷ mấy, cái kỷ 17 hay 18 nữa. Đây là chùa 17 Đức Bổn Sư quý rất giả không có một thái không có giả. Dạ. Chùa này được thành lập mà vào năm nào là sư? Năm thì sư cũng không nắm rõ, thì có chủ trì mới nắm rõ những cái năm đó, còn sư chỉ là tu số này thôi. Vì cái lịch sử mà con nghe thấy trên mạng là phải thế kỷ 17 rồi. Cuối thế kỷ 17. Cuối thế kỷ 17. 1800 mấy mà người cuối thế kỷ 17 là lâu đời. Thì ở trên này là theo sư là được biết là sư cho biết là khung này là trên này là mình tu tập đúng không sư? Đúng rồi, đây là ngồi thiền. Ngồi thiền. Khi mở có khóa thiền thì quý vị Phật tử hoặc là các sư thì ngồi thiền khi mình dạy. Thường thường thì mình ngồi thiền khoảng bao lâu? Mở khóa thiền còn mà thiền quý sư thì thiền trên chánh điện. Lát sư dẫn lên chánh điện. Dạ. Bây giờ mình đi theo luôn, sư dẫn lên chánh điện luôn. Sẽ đi quay cái hình mà sư cô chưa tu lúc đi tu luôn. Dạ. Mình giới thiệu luôn. Cái hình sư cô còn phải hoa hậu. Sẵn giới thiệu luôn. Hai cái lúc này còn hoa hậu, lúc này đi tu hả? Nói luôn. Vâng, đây là hình ảnh sư cô Bích Liên lúc mà còn hoa hậu đó, chưa mà xuống đốc đi tu. Còn hình ảnh này là sư cô Bích Liên đã đi tu rồi đó. Đó, trở lại chùa. Cái này hồi xưa cũng ở chùa đây, tới nay hỗ trợ, sau này là trở lại chùa đây. Lúc hình ảnh này là chụp lễ khánh thành nhà tang lễ. Đây, khánh thành nhà tang lễ. Đây là những cái hình ảnh, đúng rồi, đây là những hình ảnh mà sư cô Bích Liên ủng hộ chùa Thôn Đôn, thành phố Rạch Giá. Chắc chắn là cái chữ bên này là cũng giống là giống như vậy để dịch ra đó quý vị. Đây hình ảnh sư cô này rất là đẹp.
đứng cùng hình chú chụp hình đây là chú Hà tặng chụp đây. Đó, cái nhà này nhà tình thương của tình thương của sư cô tặng. Dạ. Tình thương. Dạ. Này, hình sư phụ sư phụ nói Phật biểu đây. Nhà dạ, đây tình thương. Dạ. Đây. Khai trương nhà tình thương. Còn đây là tặng quà cho bà con này. Mỗi người được chắc cũng được hai thùng mì 20 kg gạo đây. Wow. Đó, sư phụ. Đây những hình ảnh để riêng về cho của sư cô Bích Liên đây. Đây rất đẹp những hình ảnh mà sư cô đã có những cái hình hành trình thiện nguyện ở cái chùa Thung Vôn này. Chùa Thung Vôn ánh sáng quay phim này cũng bà con cũng biết thông cảm đây. Cũng thông cảm ánh sáng quay đi sáng đấy. Dạ. Nên bà con cũng thông cảm về cái ánh sáng lâu lâu nó cũng tối tối xíu, nhưng mà đây là những hình ảnh chân thực nhất, chúng tôi không có cắt ghép và cũng không chỉnh sửa hết. Đây là những hình ảnh chân thực, và đây là chú Hạ Trần, một trong những người mà đã có những cái hành trình khá là dài, rất là dài luôn, ngay những cái ngày đầu của sư cô Vĩnh Liên đến tận bây giờ, và hành trình đấy chúng ta còn lan tỏa và còn mãi còn kéo dài nữa. Dạ. Rồi, chúng ta kết thúc video. Rồi xuống cái...